Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin Canada và Thế giới của Kênh Culture Channel. Và sau đây là bản tin chi tiết, mời quý vị đón theo dõi. Iran tăng cường phong bị đối phó đòn trả đũa của Israel. Truyền thông khu vực cho biết... Nhằm sẵn sàng cho kịch bản bị Israel tấn công trả đũa cuộc tập kích đêm 13 tháng 4 vừa qua, quân đội Iran đã triển khai nhiều biện pháp phòng bị tăng cường trên nhiều mặt trận. Về phần mình, thủ tướng Israel khẳng định nước này sẽ đưa ra quyết định hành động của riêng mình, không phụ thuộc vào ý muốn của đồng minh. Theo các nguồn tin Ả Rập, nhiều quan chức Iran và Syria hôm 17 tháng 4 xác nhận Iran đã bắt đầu rút các tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ra khỏi các căn cứ ở Syria. Theo đó, IRGC chỉ còn bố trí một lực lượng tương đối nhỏ binh sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các căn cứ và kho vũ khí tại Syria. Các nguồn tin không cho biết số lượng sĩ quan cao cấp IRGC đã rút khỏi Syria, song khẳng định biện pháp này đối phó với khả năng Israel mở các cuộc tấn công vào mục tiêu Iran tại Syria nhằm đáp trả cuộc tập kích quy mô lớn của Iran và Israel vào đêm 13 tháng 4 vừa qua. Hãng thông tin Tasnim của Iran dẫn lời thiếu tướng tư lệnh quân đội Iran khẳng định ngày nay các lực lượng vũ trang Iran được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ tại tất cả các cứ điểm nhằm sẵn sàng đáp trả mọi hành vi thù địch. Thủ tướng của Israel hôm qua đã tuyên bố nước này sẽ đưa ra quyết định của riêng mình trong vấn đề an ninh. Phát biểu tại các cuộc họp chính phủ sau các cuộc tiếp ngoại trưởng Anh và Đức đang thăm Israel, thủ tướng Israel nhấn mạnh nước này sẽ tự quyết định điều gì là cần thiết để bảo vệ chính mình, ngay cả khi quyết định đó trái ngược với các khuyến nghị của đồng minh. Theo truyền thông Israel Quyết định an ninh mà Thủ tướng Netanyahu đề cập trong tuyên bố chính là về biện pháp đáp trả cuộc tập kích quy mô lớn của Iran vào hồi cuối tuần trước. Trước đó, Thủ tướng Netanyahu và nhiều tướng lĩnh quân đội của Israel khẳng định nước này sẽ giáng trả mạnh mẽ với cuộc tấn công của Iran. Những ngày qua, các đồng minh phương Tây liên tiếp khuyến cáo Israel không tấn công đáp trả Iran do lo ngại bùng phát sẽ xảy ra toàn diện tại Trung Đông. Biểu tình ở Bờ Tây yêu cầu trả tự do cho tù nhân Palestine. Vào hôm ngày 17 tháng 4, người Palestine ở khu vực Bờ Tây đã biểu tình kêu gọi tự do cho các tù nhân Palestine bị Israel giam giữ và yêu cầu chính quyền Israel cho phép các gia đình có thể đến thăm người thân đang bị giam giữ. Các cuộc biểu tình đã xảy ra tại các thành phố Ramallah, Hebron, Jericho và Nablus ở khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng. Đây là cuộc biểu tình thường niên diễn ra vào ngày tù nhân Palestine Tuy nhiên, các cuộc biểu tình năm nay có ý nghĩa quan trọng hơn. Khi số lượng tù nhân đã tăng lên hơn 9.000 so với hơn 5.000 kể từ trước khi xảy ra cuộc xung đột Israel-Hamas, sau vụ tấn công của Hamas vào 6 tháng trước, chính quyền Israel đã đưa ra các quy định giam giữ nghiêm ngặt Đối với tù nhân Palestine bao gồm việc chấm dứt các chuyến thăm của gia đình, Israel cũng sử dụng biện pháp giam giữ hành chính cho phép giam giữ các nghi phạm chưa bị buộc tội hoặc xét xử trong thời gian lên tới 6 tháng cùng với việc bắt giam nhiều người Palestine các cuộc đột kích và lực lượng vũ trang Israel nhằm vào người Palestine tại bờ tây khiến bạo lực tại khu vực leo thang với các cuộc tấn công của người định cư do thái nhằm vào người Palestine và người Palestine tấn công người do thái theo nhà chức trách kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Israel Hamas bạo lực tại bờ tây Khiến hơn 460 người Palestine thiệt mạng và 13 người Israel, trong đó có hai thành viên của lực lượng vũ trang Israel bị thiệt mạng. Tổng thống Biden muốn tăng thuế gấp 3 lần với nhôm thép nhập từ Trung Quốc. Thông cáo từ tòa Bạch ốc vào ngày 17 tháng 4 cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ đạo các cơ quan chính phủ xem xét tăng thuế với sản phẩm nhôm và thép từ Trung Quốc. Tổng thống Joe Biden đã chỉ đạo cơ quan đại diện thương mại Mỹ USTR cân nhắc áp thuế gấp 3 so với mức thuế hiện tại là 7,5% đối với một số sản phẩm thép và nhôm theo mục 301. Tòa Bạch ốc cho rằng công nhân Mỹ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh không công bằng từ các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc ông biden cũng chỉ đạo đội ngũ làm việc với mexico để ngăn chặn khả năng các nước lách thuế bằng cách đưa sản phẩm vào mỹ thông qua nước trung gian là mexico ngoài ra cơ quan đại diện thương mại mỹ bắt đầu điều tra về các hoang động thương mại của trung quốc trong lĩnh vực đóng tàu hàng hải và hậu cần mà họ nghi là không công bằng bộ trưởng thương mại cũng đang có hành động giải quyết tình trạng của các quốc gia nhà nhập khẩu không tuân thủ luật lệ và đưa ra các sản phẩm giá rẻ tràn lan vào thị trường theo thông cáo của tòa bạch ốc Rooster cho biết Trung Quốc là nước xuất khẩu thép lớn thứ bảy sang Mỹ với 598.000 tấn rồng. Quốc gia xuất khẩu thép sang Mỹ lớn nhất là Canada với 6,9 triệu tấn, theo sau là Mexico với 4,2 triệu tấn. Thông cáo từ tòa Bạch Ốc được đưa ra vào thời điểm ông Joe Biden đang trong chiến dịch tranh cử được mệnh danh là thành phố thép, Pennsylvania là một trong những bang chiến địa có tác động lớn đến cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Kinh tế được xem là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cử tri tại đây hỏa hoạn thiêu rụi ít nhất 50% tòa nhà biểu tượng của Đan Mạch. Ngày 17 tháng 4, lực lượng cứu hỏa Đan Mạch đang chật vật để dập tắt đám cháy đã bước sang ngày thứ hai tại tòa nhà gần 400 tuổi, từng là trụ sở sàn giao dịch chính khoán Copenhagen. Hỏa hoạn bùng phát vào sáng ngày 16 tháng 4 đã thiêu rụi 50% tòa nhà Borsen và khiến ngọn tháp cao 54 m đổ sập. Trên mạng xã hội X, đội cứu hỏa cho biết đến sáng ngày 17 tháng 4 họ vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại khu vực đã bị hư hại của tòa nhà và tại đây chỉ còn các bức tường bao quanh. Đội cứu hỏa cũng đang tìm cách ổn định các bức tường và giám sát các khu vực chưa bị hư hại. Lực lượng này dự kiến sẽ tiếp tục phải chiến đấu với ngọn lửa trong 24 giờ tới. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy trong khi các điều tra viên chưa thể tiếp cận hiện trường tòa nhà Børsen do vua Christian để tứ xây dựng từ năm 1619 đến năm 1640 là nơi đặt sàn giao dịch chứng khoán Copenhagen đến đầu những năm 70 của thế kỷ 20. Phòng thương mại Đan Mạch đã chuyển văn phòng đến tòa nhà này sau khi sàn giao dịch chứng khoán chuyển đi. Công trình kiến trúc theo phong cách phục hưng Hà Lan này lưu giữ một bộ sưu tập nghệ thuật lớn, trong đó có bức tranh sơn dầu nổi tiếng của P.S. Groyer, một họa sĩ hàng đầu của trường phái ấn tượng thế kỷ 19. Đây là một trong những tòa nhà mang tính biểu tượng nhất của Đan Mạch, với ngọn tháp được thiết kế thành hình đuôi của bốn con rồng quấn vào nhau. EU đối mặt với nguy cơ bị tụt hậu so với Mỹ về kinh tế và công nghệ. Liên minh châu Âu đang đối mặt với nguy cơ tụt hậu hơn nữa so với Mỹ nếu không có những điều chỉnh đáng kể đối với thị trường chung. Cựu thủ tướng Italy là Enrico Letta đưa ra cảnh báo trên báo cáo ông dự định trình bày trước các nhà lãnh đạo EU tại cuộc họp ngày 17 tháng 4. Trong báo cáo khuyến nghị về những biện pháp nhằm giúp EU bắt kịp với một số cường quốc kinh tế như là Mỹ và Trung Quốc, ông Letta nhận định các các doanh nghiệp châu Âu đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến tranh tại Ukraine, nguyên nhân khiến giá năng lượng tăng vọt, cũng như là các biện pháp trợ cấp nhà nước và việc nới lỏng quy định. Các số liệu cho thấy kinh tế EU chỉ tăng 0,5% vào năm 2023, thấp hơn so với mức 2,5% của Mỹ. EU cũng đang quan ngại về nguy cơ bị tụt hậu về các công nghệ quan trọng trong tương lai như là tấm pin năng lượng mặt trời, pin điện, chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo AI. EU ước tính sẽ cần thêm 620 tỷ euro, tương đương với 660 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để tài trợ cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch và số hóa. Ước tính mỗi năm sẽ có hơn 300 tỷ euro, tương đương 319,5 tỷ đô la Mỹ tiền tiết kiệm tại EU được đầu tư vào thị trường Mỹ. So với 25 thành viên còn lại, Đức và Pháp, hai nền kinh tế lớn nhất EU, đã chi rất nhiều tiền cho trợ cấp nhà nước. Năm 2020, EU đã nới lỏng quy định trợ cấp nhà nước để ứng phó với đại dịch COVID-19 và áp dụng chính sách tương tự vào năm 2023. Mới 3 tháng đầu năm, Việt Kiều gửi tiền về Sài Gòn gần 2,9 tỷ đô la. Mới 3 tháng đầu năm Sài Gòn lại tiếp tục ghi nhận lượng kiều hối chảy vào đạt hơn 2,86 tỷ đô la, tăng mạnh hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo VN Express vào hôm 17 tháng 4, dẫn lời ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh Sài Gòn cho biết, đây là lượng kiều hối cao nhất về thành phố tính trong quý đầu năm, đồng thời cũng là mức mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây. Theo ông Lệnh, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới vẫn còn khó khăn và xung đột địa chính trị phức tạp, kiều hối chảy về Sài Gòn vẫn tăng trưởng, giữ vai trò nguồn vốn để khai thác, sử dụng, hỗ trợ và phát triển đất nước vốn là khu vực có nhiều người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại ngoại quốc. Sài Gòn thường xuyên đóng góp trên một nửa kiều hối chảy về cả nước. Ông Lệnh nói, cũng theo ông Lệnh, ngoài ra, dịch vụ chi trả kiều hối ngày càng thuận lợi, an toàn hơn. Với mạng lưới và dịch vụ của các ngân hàng và công ty kiều hối ngày càng phát triển, người dân, khách hàng, thụ hưởng có thể lựa chọn nhận kiều hối tại nhà, tại quầy giao dịch ngân hàng hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu. Trước đó vào năm 2023, lượng kiều hối chuyển về Sài Gòn gần 9 tỷ đô, tăng 35% so với năm ngoái và gần gấp 3 vốn đầu tư trực tiếp từ ngoại quốc FDI chỉ với khoảng 3,4 tỷ trong khi đó lượng kiều hối về Việt Nam đạt 16 tỷ đô la, tăng 22% so với năm 2022. Như vậy trong năm 2023, Sài Gòn tiếp tục đứng đầu về thu hút kiều hối với khoảng 60% trong tổng lượng kiều hối mà Việt kiều, người lao động gửi về. Theo số liệu chính thức từ ngân hàng nhà nước, kiều hối về Việt Nam năm sau cao hơn năm trước với con số trên 10 tỷ đô. Còn theo ước tính của ngân hàng thế giới và tổ chức hợp tác quốc tế về người di cư, trung bình 3 năm gần đây, Việt Nam nhận từ 17 đô la đến 18 đô la tỷ kiều hối mỗi năm. Lượng tiền gửi về giúp người thân sinh hoạt hàng ngày có xu hướng giảm, thay vào đó, việc kêu chuyển tiền về Việt Nam để làm ăn, đầu tư bất động sản nhằm mong được đầu tư vào có hiệu quả cao nhất, có thể mua nhà tại Việt Nam hay là đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh. Elon Musk sắp công bố khoản đầu tư 2 đến 3 tỷ đô la Mỹ của Tesla vào Ấn Độ. Tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla sẽ tới Ấn Độ trong tuần tới và có cuộc gặp thủ tướng Ấn Độ. Trong chuyến thăm, Elon Musk dự kiến sẽ công bố kế hoạch thâm nhập thị trường xe hơi lớn thứ ba thế giới với khoản đầu tư từ 2 đến 3 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu để xây dựng một nhà máy mới. Thị trường xe điện tại Ấn Độ tuy còn khiêm tốn nhưng đang phát triển và được thống trị bởi nhà sản xuất xe hơi nội địa là Tata Motors. Xe điện chỉ chiếm khoảng 2% tổng doanh số bán xe hơi tại Ấn Độ trong năm 2023, nhưng chính phủ nước này đang nhắm mục tiêu đến năm 2030, 30% tổng số bán ra trong nước là thuộc phân khúc này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại thủ đô New Delhi vào hôm 14 tháng 4, Thủ tướng Ấn Độ đã hoan nghênh các khoản đầu tư nước ngoài để sản xuất xe điện tại Ấn Độ. Chuyến thăm của tỷ phú Elon Musk diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng doanh thu của hãng Tesla đang chậm lại ở các thị trường lớn như ở Mỹ hay là Trung Quốc. Trong nhiều năm, ông Elon Musk coi mức thuế thu nhập cao đối với xe điện của Ấn Độ là không hợp lý và đã có những động thái vận động để thay đổi chính sách này. Vào hồi tháng 3 năm nay, chính phủ Ấn Độ đã công bố chính sách xe điện mới, giảm thuế nhập khẩu từ mức cao nhất là 100% đối với một số mẫu xe xuống còn 15% nếu một nhà sản xuất xe hơi đầu tư ít nhất 500 triệu đô la và thành lập nhà máy tại Ấn Độ. Microsoft đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ vào UAE. Microsoft sẽ đầu tư 1,5 tỷ đô la Mỹ vào công ty trí tuệ nhân tạo G42 có trụ sở tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. UAE, công ty cho biết vào hôm thứ Ba. Việc đầu tư này mang lại cho gã khổng lồ công nghệ Mỹ cổ phần thiểu số và một ghế trong hội đồng quản trị. Theo quan hệ đối tác, G42 sẽ chạy các ứng dụng và dịch vụ AI của mình trên nền tảng điện toán đám mây Azure của Microsoft để cung cấp các giải pháp AI tiên tiến cho khách hàng, khu vực công toàn cầu và các doanh nghiệp lớn. Chủ tịch Microsoft Brad Smith, người sẽ ngồi vào hội đồng quản trị của G42, cho biết chúng tôi sẽ kết hợp công nghệ đẳng cấp thế giới với các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về AI an toàn, đáng tin cậy và có trách nhiệm với sự phối hợp chặt chẽ với chính phủ của cả UAE và Hoa Kỳ. Các công ty sẽ hợp tác cùng nhau để mang cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và AI tiên tiến đến các quốc gia ở Trung Đông, Trung Á và châu Phi. Sự hợp tác này diễn ra trong bối cảnh Washington đang nỗ lực cản trở những tiến bộ công nghệ của Bắc Kinh với việc Mỹ bổ sung 4 công ty Trung Quốc vào danh sách đen xuất khẩu vì tìm cách mua chip AI cho quân đội Trung Quốc. G42 đã thoái vốn đầu tư vào Trung Quốc trong bối cảnh Mỹ lo ngại về mối quan hệ của họ với các doanh nghiệp Trung Quốc. Microsoft và G42 sẽ hỗ trợ thành lập quỹ trị giá 1 tỷ đô la Mỹ dành cho các nhà phát triển nhằm nâng cao kỹ năng AI của UAE và khu vực rộng lớn hơn. Tờ New York Times, tờ báo đầu tiên đưa tin về mối quan hệ hợp tác này cho biết Thỏa thuận đặt ra một loạt các biện pháp bảo vệ đối với các sản phẩm AI được chia sẻ với G42, bao gồm cả thỏa thuận loại bỏ thiết bị của Trung Quốc khỏi hoạt động của công ty UAE. New York Times cũng cho biết G42 sẽ ngừng sử dụng thiết bị viễn thông của Huawei, điều mà Mỹ lo ngại có thể tạo ra cửa hậu cho các cơ quan tình báo Trung Quốc. G42 và Azure đã hợp tác nhiều lần trong năm qua và G42 cho biết họ sẽ sử dụng các trung tâm dữ liệu Azure của Microsoft như một phần của cơ sở hạ tầng AI của mình để thúc đẩy việc áp dụng trong nhiều khu vực. Nhà mới xây ở Mỹ ít dần Lượng giấy phép xây dựng và nhà ở khởi công đồng loạt giảm ở Mỹ vì các công ty bất động sản lo lãi suất neo cao hơn dự kiến. Bộ Thương mại Mỹ cho biết tổng số lượng nhà ở khởi công tháng qua đã giảm mạnh 14,7%, tốc độ mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 2020 xuống còn 1.321 triệu căn, Kết quả này thấp hơn dự đoán do Reuters tham dò các nhà kinh tế ở mức 1,49 triệu căn. Số nhà được phê duyệt xây dựng nhưng chưa khởi công tăng 0,7% lên 273.000 căn trong tháng 3. Tỷ lệ hoàn thiện giảm 13,5% xuống mức 1,5 triệu căn. Theo các nhà môi giới bất động sản, nhà xây dựng và hoàn thiện cần phải nằm trong khoảng từ 1,5 triệu đến 1,6 triệu căn mỗi tháng để giữ mức tồn kho lành mạnh. Ngoài ra, số giấy phép xây dựng lại nhà ở một gia đình trong tương lai đã giảm 5,7% xuống mức 973.000 căn trong tháng 3, thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2023. Diễn biến này phát tín hiệu hoạt động xây dựng nhà sắp tới sẽ chậm lại. Dữ liệu từ tổ chức tài chính Freddie Mac cho biết lãi vay trung bình của các khoản thế chấp mua nhà kỳ hạn cố định 30 năm đã tăng lên 7% khi các báo cáo mạnh mẽ về thị trường lao động và lạm phát cho thấy cục dự trữ liên bang Mỹ có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong năm nay. Vào hôm ngày 16 tháng 4, Chủ tịch của Fed nói có thể cần phải giữ lãi suất nâng cao trong thời gian dài hơn dự kiến vì lạm phát vẫn tăng cao. Fed đã giữ lãi suất cơ bản ở mức 5,2 đến 5,5% kể từ tháng 7 năm 2023. Khảo sát từ Hiệp hội Xây dựng Nhà Quốc gia Mỹ cho biết, người mua đang do dự cho đến khi họ có thể đánh giá tốt hơn về hướng lãi suất. Thành phố Amsterdam cấm xây dựng khách sạn mới. Chính quyền thành phố Amsterdam của Hà Lan không cho phép xây dựng các tòa nhà khách sạn mới như một phần của nỗ lực chống quá tải và những bất cập du lịch. Ngày 17 tháng 4, chính quyền thành phố Amsterdam cho biết các tòa nhà khách sạn và các cơ sở lưu trú mới sẽ không được cấp phép xây dựng thêm tại thành phố này như một phần của các nỗ lực chống quá tải và những bất cập liên quan đến du lịch. Chúng tôi muốn giữ cho thành phố thành nơi đáng sống cho cả người dân và du khách đến thăm. Điều này có nghĩa là sẽ không khai thác du lịch quá mức, không xây dựng khách sạn mới và chỉ giới hạn 20 triệu du khách lưu trú qua đêm tại các khách sạn mỗi năm, trích thông cáo của chính quyền thành phố Amsterdam. Tại Amsterdam, hiện nay một khách sạn chỉ được cấp phép xây dựng mới khi có một khách sạn khác đóng cửa. Tổng số chỗ lưu trú sau xây dựng không tăng lên so với trước và chất lượng khách sạn mới tốt hơn. Tuy nhiên, quy định trên không áp dụng đối với các khách sạn mới đã được cấp phép trước đó. Chính quyền thành phố Amsterdam đang thực hiện các biện pháp nhằm giới hạn số lượng du khách ồ ạt à lên đến hàng triệu người mỗi năm, khiến hạ tầng du lịch bị quá tải và kéo theo nhiều bất cập. Các biện pháp chủ yếu nhằm hạn chế các hoạt động du lịch liên quan đến mại dâm và ma túy bùng nổ tại các khu phố đèn đỏ ở Amsterdam. Từ năm 2017, chính quyền thành phố đã bắt đầu các biện pháp hạn chế khai thác du lịch quá mức bằng việc xử phạt nặng tay các vụ thuê nhà qua Airbnb không tuân theo quy định. Ông Sebastian Major, người phát ngôn của Hội đồng Thành phố về các vấn đề kinh tế, thời điểm đó ước tính số khách du lịch đến Amsterdam sẽ tăng lên 23 triệu người vào năm 2030. Kỳ lạ đang mùa hè, mai anh đào Đà Lạt lại nở. Đang mùa hè, mai anh đào Đà Lạt ở khu vực nổi ô lại nở rộ. Theo nhiều người dân ở Đà Lạt, đây là hiện tượng chưa từng có. Nhiều người dân và du khách tại Đà Lạt đều cảm thấy bất ngờ, lạ lùng và thích thú vì đang mùa hè. Hoa mai anh đào lại nở nhiều nơi trong nội ô Đà Lạt. Cụ Nguyễn Văn Đoàn, 83 tuổi, phường 2, Đà Lạt, cho biết đây là chuyện chưa từng xảy ra ở Đà Lạt. Theo cụ đoàn, mai anh đào là hoa báo xuân thường nở trong 2 tháng cuối năm cũ đầu năm mới. Sau khi mai anh đào nở thì sẽ có hoa ban, hoa phượng tím, phượng đỏ nở. Mai anh đào hiện đang nở nhiều ở các cung đường như Trần Hưng Đạo, Hồ Tùng Mậu, Phạm Ngũ Lão, Hùng Vương, Trần Phú, vân vân. Anh Huỳnh Phúc Ân, 45 tuổi, phường 2 Đà Lạt nói, Quá bất ngờ lần đầu tiên tôi thấy Mai Anh Đào nở cùng với phượng tím, phượng đỏ, không rõ vì chuyện gì, có lẽ do biến đổi khí hậu. Mình nghĩ dịp lễ tới mà du khách đến Đà Lạt chụp ảnh với Mai Anh Đào thì đúng là quá lạ lùng. Chẳng thể hiểu mùa hè mà lại có Mai Anh Đào. Đây là lần thứ ba trong năm 2024 Mai Anh Đào nở ở Đà Lạt hai lần trước mai anh đào nở vào giai đoạn trước và sau tết nên được xem là bình thường chỉ là nở không đều tuy nhiên lần này mai anh đào nở khiến nhiều người cảm thấy lạ sở nông nghiệp và phát triển tỉnh lâm đồng cho biết đây là việc bất thường hiện tượng này có thể do biến đổi khí hậu tuy nhiên cơ quan chức năng chưa có dữ liệu để đánh giá thiên long an và cà mau công bố tình huống khẩn cấp do hạn mặn cũng như Cà Mau, hôm 17 tháng 4, trước tình trạng xâm nhập mặn thiếu nước ngọt trầm trọng, tỉnh Long An đã phải công bố rủi ro thiên tai xâm nhập mặn cấp 4, độ rủi ro rất lớn. Báo viên Express cùng ngày dẫn tờ trình gửi chính phủ của Chủ tịch tỉnh Long An cho hay, quyết định công bố tình huống khẩn cấp trong bối cảnh nước mặn xâm nhập sâu trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây từ 72 cây số đến 80 cây số. Theo dự báo, độ mặn 4 phần ngàn còn vào sâu hai sông, nói trên khoảng 90 đến 110 cây số ở thời gian tới. Ở lần công bố này, Long An xem xâm nhập mặn ở địa phương ở mức 4 tức là màu đỏ rủi ro rất lớn trong cấp độ từ 1 đến 5. Mùa hạn năm nay, tỉnh Long An có hơn 20.000 người dân tại các huyện Cần Duộc, Cần Đuốc, Tân Trụ bị thiếu nước sinh hoạt. Tỉnh này đã yêu cầu chính phủ xem xét hỗ trợ hơn 164 tỷ đồng để phòng chống hạn mặn, trong đó hơn 30 tỷ đồng, tương đương 1,1 triệu đô, được dùng để kéo đường ống cấp nước sạch, mua thiết bị trữ nước, lọc nước mặn thành nước ngọt và chở nước sinh hoạt cho người dân. Trước Long An, hôm 14 tháng 4, tỉnh Cà Mau cũng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn trong mùa khô năm nay khi hạn hán đã khiến hơn 2.600 gia đình bị thiếu nước sinh hoạt, sụp lúng, sạt lở đất xảy ra liên tiếp trong những tháng qua. Sau công bố, các đơn vị liên quan triển khai ngay những biện pháp ứng phó để ngăn chặn và khắc phục nhanh hậu quả. Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có 3 tỉnh ở miền Tây là Tiền Giang, Cà Mau và Long An công bố tình huống khẩn cấp do hạn mặn. Đợt khô hạn xâm nhập mặn năm nay ở miền Tây không gây gắt như năm 2016 và 2020 xâm kéo dài ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất của người dân. Hàng chục ngàn gia đình thiếu nước, nhiều diện tích cây trồng khô hạn. Cơ quan khí tượng Thủy Văn dự báo hạn hán còn kéo dài hết tháng 4, đến đầu tháng 5 mới xuất hiện mưa dông chuyển mùa. nhân giàu Trung Quốc cũng bỏ tiền giao mình cho nhóm buôn người để vào Đức. Đức vừa bắt 10 người, trong đó có cả quan chức bị cáo buộc là một phần của mạng lưới buôn người chuyên đưa những người giàu có Trung Quốc và thế giới ả rập vào nước này. Theo hãng thông tấn AFP, các công tố viên Đức xác định những kẻ cầm đầu mạng lưới buôn người nói trên là một cặp luật sư. Hai người này bắt những công dân giàu có của Trung Quốc và thế giới Ả Rập phải trả 30.000 đến 350.000 euro cho một người để được thường trú tại Đức. Những giấy phép cư trú được cấp bởi cơ quan chức bốn quận bao gồm các thành phố Köpen và Solingen ở phía Tây Đức. Hơn 1.000 cảnh sát đã được huy động để khám xét 101 ngôi nhà trên khắp nước Đức trong ngày 17 tháng 4. Những nơi bị khám xét có cả trụ sở, hai cơ quan tư pháp và văn phòng quận có quyền cấp giấy phép cư trú. Trong số 10 nghi phạm bị bắt có một quan chức được cho đã nhận hối lộ từ mạng lưới đưa người nhập cư lậu nói trên. Cảnh sát đang điều tra 38 thành viên bị tình nghi thuộc băng nhóm trên cũng như là 147 người được cho là đã trả tiền cho chúng. Đức đang nỗ lực trấn áp các nhóm buôn người đưa người nhập cư trái phép vào nước này phần lớn trong số người muốn vào Đức và châu Âu đang chạy trốn xung đột ở Trung Đông hoặc châu Phi. Trong vòng 6 tháng qua, nước này đã ngăn chặn khoảng 17.600 người nhập cư bất hợp pháp, bắt hơn 700 đối tượng buôn người. Chính phủ Đức đang áp dụng các biện pháp kiểm soát tạm thời tại biên giới với một số nước láng giềng. Berlin dự định mở rộng việc áp dụng trên toàn biên giới của nước này với láng giềng khi Đức là chủ nhà giải vô địch bóng đá châu Âu vào tháng 6 tới. Tuần trước, Quốc hội Đức cũng đã chấp thuận trợ cấp cho những người xin tị nạn bằng thẻ thanh toán thay vì tiền mặt. Theo đài DW, động thái này nhằm ngăn chặn người di cư sử dụng tiền trợ cấp để trả cho những kẻ đưa người trái phép hoặc là chuyển tiền về cho gia đình ở nước ngoài. Trước đó, một số chính trị gia lo ngại rằng người di cư bị thu hút tới Đức vì những khoản phúc lợi xã hội. Theo dữ liệu từ nhà chức trách Đức, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, hơn 71.000 người đã nộp đơn xin tị nạn ở nước này, ít hơn gần 10.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Say xỉn, mẹ để con trai 8 tuổi lái xe trở về nhà. Tờ USA Today ngày 17 tháng 4 đưa tin một phụ nữ 28 tuổi tại bang Missouri của Mỹ đang đối diện án hình sự sau khi say xỉn và để con trai 8 tuổi lái xe chở mình cùng đứa em 3 tuổi của cậu bé về nhà cô Lantanta Mayers gell bị tạm giữ tại trung tâm tư pháp thành phố St. Louis ở Missouri vào hôm 15 tháng 4 với hai tội nghiêm trọng cấp độ 1 về hành vi gây nguy hiểm cho trẻ em. Theo hồ sơ tòa án bang Missouri, cô được bảo lãnh tại ngoại sau đó một ngày. Sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ ngày 15 tháng 4 khi cảnh sát St. Louis nhận được cuộc gọi của một nhân viên bảo vệ về việc phát hiện một bé trai 8 tuổi lái xe ngược chiều. Cảnh sát cho biết cô bé phải lái xe vì mẹ say xỉn và ngủ trên ghế sau. Khi đến nơi, cảnh sát còn phát hiện một đứa bé 3 tuổi ở phía sau và không ngồi trên ghế. Theo thông tin ban đầu, bà mẹ say xỉn và quá mệt nên để con trai trở về nhà. Người phụ nữ được đưa đến một bệnh viện địa phương và được xác định là đủ tình trạng sức khỏe để bị tạm giam, chưa rõ tình hình của hai đứa bé. Luật sư Stephen Kratky của cô Mayer Gale cho biết thân chủ của mình không chỉ phải chăm sóc hai đứa con mà còn làm nghề hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà và chăm sóc thêm một người cao tuổi trong gia đình. Bí ngòi tốt cho mắt lợi cho tim, bí ngòi rất giàu chất dinh dưỡng thiết yếu như là vitamin C, A, kali và folate. Chuyên gia dinh dưỡng Sanja Aura cho biết những chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch thị lực, sức khỏe tim mạch và sự phân chia tế bào. Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe chính của nó. Quản lý cân nặng. Bí ngòi có lượng calo thấp nên đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn duy trì hoặc giảm cân. Nó cung cấp các bữa ăn đầy năng lượng mà không cần thêm lượng calo dư thừa. Thứ hai là giữ nước. Bí ngòi có hàm lượng nước cao giúp bạn giữ nước. Điều này có thể đặc biệt có lợi cho những người gặp khó khăn trong việc uống đủ nước. Thứ ba là tăng cường sức khỏe tiêu hóa, bí ngòi là một nguồn chất xơ tốt giúp tăng cường sức khỏe tiêu hóa. Chất xơ có thể giúp ngăn ngừa táo bón, điều chỉnh lượng đường trong máu và góp phần mang lại cảm giác no, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Thứ tư là chống oxy hóa, bí ngòi chứa chất chống oxy hóa bao gồm vitamin C và beta carotene giúp bảo vệ cơ thể và tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Chuyên gia cho biết chất chống oxy hóa đóng vai trò giảm viêm và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Thứ năm là có lợi cho tim. Hàm lượng kali trong bí ngòi có lợi cho tim. Kali giúp điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng tác dụng của natri và hỗ trợ chức năng cơ và thần kinh thứ sáu là tốt cho mắt vitamin a và lutein trong bí ngòi góp phần tăng cường sức khỏe của mắt những hợp chất này rất cần thiết để duy trì thị lực tốt và có thể giúp bảo vệ chống lại chứng thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác có một số điều cần lưu ý khi ăn bí ngòi dị ứng một số người có thể bị dị ứng với bí ngòi nếu bạn gặp các triệu chứng như là ngứa sưng tấy hoặc khó thở sau khi ăn thực phẩm này bạn nên ngừng ăn và đi khám o salad Bí ngò có chứa oxalat tức là axit oxalic. Ở một số người, việc hấp thụ quá nhiều oxalat sẽ góp phần hình thành sỏi thận. Nếu bạn dễ bị sỏi thận, nên hạn chế ăn thực phẩm có hàm lượng oxalate cao kể cả bí ngòi, mặc dù bí ngòi không nằm trong số các loại rau có hàm lượng oxalat cao nhất vấn đề về tiêu hóa, ăn một lượng lớn bí ngòi có thể gây khó chịu về tiêu hóa ở một số người. Điều này là do bí ngòi có chứa chất xơ và tiêu thụ quá nhiều chất xơ trong thời gian ngắn thường dẫn đến đầy hơi, chướng bụng hoặc là tiêu chảy. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Canada và thế giới của kênh Culture Channel. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận ở phía dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại.